Hội chữ xuân Quý Mão năm nay quy tụ 50 nhà thư pháp từ ba miền trong cả nước cùng nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn. Xin chào và chúc mừng năm mới quý vị. Cho chữ, xin chữ đầu xuân đã trở thành một hoạt động văn hóa thường niên được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 thì năm nay, sự kiện này đã được Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức trở lại như một nỗ lực trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Những năm trước mà không được đến là cảm thấy rằng là nó là một cái sự trống vắng, nó một cái Tết là không cảm thấy không đầy đủ. Để mà được đến đây là nó mới là đầy đủ, thì một năm mới được mong muốn được một cái sự bình an, gia đình hạnh phúc. Trong rất nhiều những nhà thư pháp tham gia hội chữ xuân năm nay thì có một nhà thư pháp rất đặc biệt. Lần đầu tiên anh đã từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để có thể tham gia hội chữ xuân và giới thiệu tới quý vị. Ở bên cạnh tôi lúc này đó là nhà thư pháp Lưu Thanh Hải. Xin chào anh ạ. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Xin chào Mạnh Hùng. Cảm xúc của anh khi mà tham gia hội chữ xuân 2023 là như thế nào? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi đã từng tham gia rất là nhiều cái phố Ông Đồ rồi. Ở thành phố Hà Nội thì nó là một hội chữ xuân và nó được tổ chức bởi một cái tổ chức là về văn hóa, một cái vinh hạnh đối với tôi. Anh có thể cho biết về ý nghĩa của cái việc cho chữ, xin chữ đầu xuân được không ạ? Theo tôi được biết thì nó là một truyền thống từ hồi xưa rồi. Người ta hay có quan niệm là đầu năm nghỉ vui, nghỉ tốt thì cả năm được may mắn. Gửi lời chúc đến nhau, những cái lời chúc mà về năm mới, bình an, an lành hay là về công việc thuận lợi thì thay vì mình chúc bằng miệng thì mình có thể là thay bằng mình dùng một cái từ ngữ, một cái từ chữ viết á để mình gửi tặng cho nhau. Nhưng mà hồi xưa là có khác là mình dùng chữ Hán thì mình xin mình tặng chữ Hán. Đấy, còn bây giờ thì cả chữ Hán và chữ Quốc ngữ. Không biết là những chữ nào mà thường được người dân họ có thể là xin những nhà thư pháp nhiều nhất ạ? Phần lớn thì đó là những chữ bình an. Và kế tới là chữ an khang, là chữ lộc, chữ phúc. Chắc chắn là một trong những lời chúc mà thường được mọi người chúc nhiều nhất là chữ bình an. Và ngày hôm nay thì Mạnh Hùng và quý vị khán giả chắc chắn là mong rằng anh Hải có thể gửi tặng một chữ an, có được không ạ? Vâng, rất sẵn lòng. Khi mà anh Hải viết chữ an thì Mạnh Hùng cũng đã xin phép anh Hải là có thể ngồi cùng và viết chữ an cùng anh. Tức là mình sẽ lấy mực cho nó đầy cái này. Mình cầm thì mình cầm nó chặt như thế này. Và mình, khi mình viết thì cái bút nó hơi thẳng như thế này. Dạ. Tôi đang rất là nỗ lực để có thể viết giống được như anh Hải nhưng mà chắc có lẽ là khó lắm đây. Tác phẩm này chắc chắn là không thể bằng được chữ an của anh Hải rồi. Em xin mời anh có thể dơ lên để có thể khán giả theo dõi được chữ an được không ạ? Đó, đấy là chữ an của anh Hải, còn đây là chữ an của tôi ạ. Rất khác đúng không? Anh Hải ơi, anh có thể giải nghĩa cái chữ an này nó có ý nghĩa sâu xa như nào được không? Nó là xuất phát từ cái từ Hán Việt á. An thì có nghĩa là bình an, an vui, an yên, an hòa. Nói chung an thì nó có cái mang tính ổn định, yên ổn. Thì khi mà mình viết cái chữ an này thì đối với tôi thì tôi nghĩ là tôi dùng cái nét bút nó đầy đặn, nó dày, nó chắc, nó tạo cho người xem một cái cảm giác là nó ổn định, nó hài hòa và nó trọn vẹn. Chắc chắn đó là điều mà anh Hải, Mạnh Hùng và ekip của VTC mong muốn gửi tới quý vị khán giả trong năm mới, một năm mới an khang, thịnh vượng và bình an.